đã giúp cho cậu đó. Tôi biết mà, tôi cũng rất muốn cảm ơn Diệp Sa đã giúp tôi. Nhưng mà thật ra tôi không biết phải làm cái gì để cảm ơn cổ. Mọi người nghĩ là tôi nên làm gì đây chứ? Nếu cậu nói vậy, tôi thấy tự tay làm cho cổ có rồi. Đến ngày lễ tình nhân, cậu cứ nấu một bữa tiệc làm vậy mà không không được. Tại sao lại không được hả? Cậu đương nhiên làm được rồi. Tại sao vậy? Chừng ấp là cậu không biết làm. Tại sao tôi? Nhưng mà sau đó tôi đã biết làm rồi mà. Đệ tính A Luân Y Lâm, mọi người nói đúng không? Nhìn thấy cậu vậy, tôi nghĩ tôi thật không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Cứ để Tiểu Thiên Dương đầu bếp đại tính tôi ra tay, để Chí Tôn đầu bếp A Luân tôi, tiểu mà nữ đầu bếp Y Lâm, đem tất cả những gì học được truyền lại cho cậu. Truyền lại cái gì? Nhiều sao mi Italy. Bà ơi, bà có hành phi không? Bà ơi, bà cho con hỏi nhà mình có hành phi không ạ? Hành phi gì chứ? Thì là hành phi đó. Cà chua trụng chín bỏ vỏ. Ê, cậu cắt gì vậy? Cắt tới sáng mai còn chưa xong nữa đó. Để đó đi, để tôi. Vậy thì con làm gì? Mở miệng lấy cát. Mở miệng nghêu lấy cát ra đi. Thì đi. Mở miệng lấy cát. Thank you.
Chà, bà tài giỏi ghê, cắt hành thiệt là nhanh. Bà làm sao vậy? Suy nghĩ chuyện gì nên trong lòng không vui vẻ phải không? Trả khẩu trang lại cho tôi đi. À, ê, cái này làm sao vậy? Hả? Thì Nghêu đã được mở miệng lấy cát. Con lây quay mãi, nó rất khó mở. Cuối cùng con dùng búa đập nó ra đó. Trời ơi, để tôi. Vậy con làm gì? Chờ đợi. Ngoan đi. Đi. Con định làm gì đó để cảm ơn Diệp Sa. Thật không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Con thiệt là ngốc mà. Thật ra những chuyện vừa rồi chỉ là lặt vặt, bước tiếp theo mới là khó đó. Món này phải nấu suốt 2 tiếng đồng hồ. Lửa quá nhỏ thịt nó sẽ không có thấm đâu. Lửa quá lớn thì nó sẽ bị khét. Cho nên cậu làm không có được đâu, cứ để tôi làm cho. Bà, con làm được, cứ để con làm. Phải canh tới 2 tiếng lận á. 2 tiếng đồng hồ. Cứ 10 phút thì phải đảo một lần. 10 phút thì đảo một lần, dạ. Mạnh tay quá cũng không có được, nhẹ tay quá cũng không có được. Ừ, con làm được mà, con làm được. Thì kỳ nghe, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ tình nhân là trời mưa. Trời mưa hả? Ừ. Đâu có đâu bà, ngoài trời nắng rất gắt mà. Trời ơi, chân của tôi nhảy hơn là đài khí tượng nữa đó. Alo Thanh Hoa hả? Cậu lại muốn gì nữa? Alo, con trai nhà giàu sổi hả? Cậu tìm tôi thật ra có chuyện gì? Để tôi tự rót được rồi. Cảm ơn nha. Nói cả buổi trời, rốt cuộc Sam Thái làm sao? Sam Thái không sao cả. Cô ấy làm thêm cho nên là... Cho nên như thế nào? Ê, anh muốn đánh tôi cũng phải để tôi nói hết đã chứ. Để mau đi. Các anh cũng biết hôm nay là lễ tình nhân đúng không? Hả? Thông thường vào giờ này các cặp tình nhân đều đang ở cạnh bên nhau đón lễ. Vậy mà các anh có biết Sam Thái sẽ như thế nào khi không có Đạo Minh Tự ở bên cạnh trong lễ tình nhân này hay không chứ? Chắc chắn sẽ rất buồn. Ai chẳng buồn? Ai chẳng buồn khi phải lẻ loi trong lễ tình nhân, lại không biết người yêu hiện đang ở đâu? Cậu mau nói thẳng vào vấn đề đi. Ý của tôi chính là tập hợp sức mạnh của mọi người lại, thay thế Đạo Minh Tự tặng cho Sam Thái món quà lễ tình nhân. Chuyện này đủ quan trọng chưa vậy? Cậu cũng biết suy nghĩ.
Nhìn bộ dạng vô cùng đắc ý của cậu, tin chắc là cậu đã nghĩ ra tặng cái gì phải không? Đương nhiên tôi nghĩ ra rồi. Quà của Thanh Hòa tôi và nhóm F3 chắc chắn không thể bình thường được phải không? Dù sao thì mấy chiếc nhẫn hay là lắc tay gì đó, bỏ tiền ra mua thì được ngay, đâu có hay ho gì đâu. Điều quan trọng nhất là phải thể hiện rõ tình bạn chân thật của chúng ta, như vậy có phải không hả? Để Sam Thái... Rốt cuộc là món quà như thế nào? Cậu đã nghĩ ra tặng cái gì rồi phải không? Đương nhiên tôi nghĩ ra rồi. Quà của Thanh Hòa tôi và nhóm F3 chắc chắn không thể bình thường, có phải không? Dù sao thì mấy chiếc nhẫn tai hay là lắc gì đó, bỏ tiền ra là mua được ngay à, chẳng hay ho gì cả. Điều quan trọng nhất là phải thể hiện rõ tình bạn chân thật của chúng ta, có phải gì không? Để Sam Thái... Rốt cuộc là món quà như thế nào?